Xin chào các bạn, mình là Linh Táo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại mình viết bức thư thứ nhất. Thì như mình đã hứa với các bạn thì là mình sẽ viết những cái lá thư độc lập và sử dụng chữ Hán phồn thể để mình có thể viết lại. Nói chung là cũng một phần là muốn hướng dẫn cho các bạn với một cái clip sát với thực tế nhất có thể, viết với một tốc độ chậm, đọc được những đoạn nội dung thật chậm, sâu lắng để cho các bạn hoặc là một số các bạn độc giả, các bạn ấy có thể xem, nghe và theo dõi được về cả về phần viết chữ Hán cũng như là về phần nội dung của từng bức thư. Ở đây trong danh sách phát ấy, thì mình sẽ không để cái clip này vào trong danh sách phát, mà mình sẽ viết những lá thư mà sử dụng chữ phồn thể độc lập các bạn nhé. Mình sẽ vừa viết và sẽ vừa hướng dẫn các bạn đọc về phần nội dung cũng như là hướng dẫn các bạn viết về chữ Hán thư pháp. Đây là lá thư thứ nhất. Kể từ hôm nay, mỗi ngày hãy cười lên. Trên đời này trừ việc sinh tử ra, còn lại đều là chuyện nhỏ. Cho dù gặp phải chuyện buồn gì đi chăng nữa thì cũng đừng tự làm khó mình. Cho dù xảy ra chuyện rắc rối đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng cần phải đau lòng làm gì cả. Hôm nay là ngày bạn còn trẻ nhất so với những ngày tháng nỗ lực về sau này rồi. Bởi vì có ngày mai, hôm nay mãi mãi chỉ là vạch kẻ xuất phát cho hành trình ấy. Hôm nay chỉ là vạch xuất phát và sẽ là những cái hành trình để cho các bạn tiến tới đích là những ngày tiếp theo. Mọi sự nỗ lực thì đều có sự đền đáp cố gắng xứng đáng với các bạn. Tiếp theo thì các bạn quay trở lại với bức thư thứ nhất này. Thì như mình đã nói thì mình sẽ viết chữ Hán phồn thể. Thì mình sẽ viết trên giấy A4. Với bình thường như chúng ta thấy là viết ở trên giấy ô ly ấy, thì các bạn cũng có thể là có căn ô thẳng từ trên xuống hoặc là từ trái qua phải, đúng không? Còn với viết ở trên giấy A4 thì nó lại hoàn toàn khác. Người viết cần phải viết nhiều, viết quen và phải căn được cái lề giữa trên, dưới và trái phải đồng đều, những chữ Hán có bố cục tỷ lệ kích cỡ gần như là bằng nhau. Ở đây mình đang viết là chữ thế. Đấy, chữ thế thì có các nét ngang, sổ, gập. Tiếp theo là chữ thượng, chữ sang này. Còn thượng có một sổ ngang ngắn và ngang dài. Chúng ta hãy để ý là hàng chữ phía bên trên và hàng chữ phía bên dưới các bạn nhé. Làm sao mà căn cho nó có được cái sự đồng đều nhau về khoảng cách bố cục. Tiếp theo chữ này là chữ chú. Đấy, chú là sang sử, đúng không? Thì chúng ta thấy là trừ ra những cái ngoài việc sinh tử, tức là việc sống chết ra ấy. Tâu sư xảo sư, nghĩa là đều là chuyện nhỏ. Đấy. Đô thị tiểu sự. Đấy, Hán Việt là như vậy. Ở đây thì mình sẽ thiên về tiếng Trung nhiều hơn là mình thiên về Hán Việt. Thì ngắn nữa thì mình cũng sẽ có một số những chữ Hán mình sẽ phát âm trong tiếng Trung. Và mình cũng sẽ giải nghĩa cho các bạn cách viết nó như thế nào. Trong cái chữ tử này thì nó sẽ có bộ đãi. Đấy là một bộ mà có ý nghĩa rất xấu. Tiếp theo tới bộ chủy phía bên tay phải. Các bạn để ý cho mình những cái nét dấu chấm, sau đó là dấu phẩy nhá. Đôi lúc thì mình không thể thuyết minh cho các bạn được vì còn phải tập trung vào viết chữ nữa. Nó là như vậy. Đấy. Tại vì viết trên giấy A4 này thì không hề đơn giản một chút nào cả. Mình sẽ viết nốt cái dòng này. Các bạn thấy là chữ tiểu, chữ sự. Chữ sự này có rất nhiều nét ngang các bạn nhé. Để ý giúp mình nhé. Bây giờ chúng ta có thể xuống dòng được rồi. Các bạn xuống dòng đi. Nào, các bạn viết lại cho mình xem nào. Ở đây là phía bên dưới là chữ bất. Đấy, bất quản tức là mặc kệ, không quan tâm. Hay là nói chung là dù đi chăng nữa. Đấy, hay dù gặp phải gì chăng nữa, tức là có gặp đi chăng nữa thì mình cũng chả thèm quan tâm. Đấy. Ở đây là những cái chuyện buồn gì chăng nữa thì cũng đừng tự làm khó mình. Ở đây thì chúng ta thấy rơi vào hoàn cảnh đấy thì các bạn mới biết được.
Chứ còn nếu mà chúng ta chưa rơi vào hoàn cảnh thì chúng ta cũng chưa viết được như thế nào. Đấy, nhưng mà cố gắng đừng bao giờ để khó bản thân mình vào trong những cái hoàn cảnh khó. Bất quản này, xong tới ngộ đáo này. Ngộ đáo tức là gặp một cái chuyện gì đó. Thì ở đây là cái chữ này là chữ đáo các bạn nhé. Đáo này nó sẽ có bộ chí phía bên tay trái được viết nhỏ, thấp, không phải thấp, được viết cao. Còn bộ đao sẽ được viết thấp hơn, tại vì nó có nét sổ móc cho nên sẽ được viết thấp hơn một chút các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo là tới chữ liễu. Liễu này thực ra nó là nét sổ móc chứ nó không phải cong móc đâu. Nhưng mà ở đây thì mình viết làm sao mà nó hài hòa nhất có thể, nó hơi cong cong nhẹ cũng được, cũng đẹp. Tiếp theo tới chữ sóng. Đây là đại từ nghi vấn song tiếng Trung, nghĩa là chuyện gì 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 đó, mà cái gì đấy. Đấy. Tiếp theo là phiền tâm sự. Phiền tâm sự là những cái chuyện mà gọi là phiền não, những cái chuyện mà chúng ta cần phải lo lắng để tâm tới ấy. Đấy, thì cái chữ sự này nó có các nhất ngang, các bạn phải để ý cho mình một chút. Và tới chữ tâm nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ viết cái chữ nan này nhé. Chữ nan này thì viết trong phồn thể thì nó sẽ khá là khó. Các bạn thấy được là nó sẽ có một số những cái nét chữ phía bên tay trái, phía bên tay phải có bộ truy bốn nét ngang. Tiếp theo là chữ tự kỷ, nghĩa là bản thân. Tức là chúng ta cái câu này là câu là đừng để làm khó bản thân mình. Chữ kỷ này trong bộ kỷ chúng ta chú ý viết ở cái nét số cong móc ấy, viết vừa phải, không mà nó sẽ bị nhầm sang chữ chữ dĩ nhé. Tiếp theo là chữ vô luận. Đấy, chữ vô này là viết theo phồn thể, nó sẽ có các nét chấm, bốn nét chấm phía bên dưới, bộ hỏa nằm phía bên dưới. Chữ luận thì có bộ ngôn được viết theo lối phồn thể cho nên nó sẽ khó viết hơn. Với giản thể thì các bạn thấy là cách viết thay đổi đi khá nhiều, giảm được các nét. Vô luận là kim thiên, phát sinh ở đây là chữ này chữ liễu này, liễu đa đấy, Hán Việt thì, đọc thì có vẻ nó không được thuận 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 gọi là thuận âm cho lắm đúng không? Nhưng mà trong tiếng Trung thì mình có thể đọc được một một mạch đấy, từ trái qua phải đọc được hết một hàng chữ. Đấy. Phát sinh, thế thì chữ phát này thì mình sẽ viết là phồn thể thì nó sẽ có bộ bát phía bên trên. Bộ bát này các bạn nhớ viết phẩy được viết thấp và mã sẽ được viết cao lên trên và mở rộng sang hai bên, bên dưới bộ cung và bộ thù nhé. Tiếp tục vào tới chữ sinh. Sinh thì nó sẽ có ba nét ngang, trong đấy thì hai nét ngang ngắn, một nét ngang dài, một nét sổ thẳng từ trên xuống. Tiếp tục là tới chữ liễu. Liễu này thì như mình đã nói thì cũng có nhiều bạn hay bị nhầm chữ liễu này với lại chữ tử. Đấy, thực tế chúng ta đều bị nhầm nhé. Chữ liễu này thì trong về tiếng Trung ấy nó là thuộc về
từ ngữ mà chữ Hán mà gọi là ngữ pháp, cấu trúc ngữ pháp khá phức tạp. Nó thường dùng là sau động từ hay là hình dung từ biểu thị động tác hoặc là sự biến hóa đã hoàn thành. Đấy, ví dụ như là đã rồi rồi một cái gì đấy ấy. Đấy, hoặc là trong một số trường hợp mà động tác hoặc là sự biến hóa đã xảy ra. Tức là nó đều là động từ nhưng mà nó sẽ chỉ về quá khứ đã xảy ra các bạn nhé. Hoặc là trong một số những cái trường hợp động tác đã xảy ra hoặc là giả thuyết xảy ra. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ viết cái chữ chữ Hán này là chữ gọi là sao cao. Đấy. Sao cao này thì có ý nghĩa là nó hỏng, gay go, hay là trong cái bức thư này thì người ta dịch là rắc rối. Đấy. Thì nó sẽ có hai cái bộ mễ, mỗi bên chữ sẽ có một bộ mễ. Và phía bên tay phải thì nó sẽ có một số các nét chữ này, các bạn cũng thấy là phồn thể này. Khá là nhiều nét phức tạp, chúng ta cần phải viết qua một lần để nhớ được. Mỗi bạn sẽ có một cách nhớ khác nhau, nhưng mà muốn nhớ được lâu dài bền bỉ, chúng ta nên viết hàng ngày và học thêm bộ thủ để nhớ chữ Hán tốt hơn. Như vậy là chúng ta đã viết tới được chữ đáo rồi. Đấy. Đây là cái chữ này, cái cặp từ này nó là cảm to. Cảm to nghĩa là cảm thấy bi thương. Đấy. Các bạn thấy chữ thương ở trong 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 gọi là phồn thể được viết khác hẳn với giản thể đúng không các bạn? Có nhiều nét phức tạp hơn. Đấy, rồi là các nét gập, rồi các nét phẩy, rồi các nét móc. Chúng ta cần phải chú ý quan sát, không là các bạn rất dễ viết cái chữ Hán này bị to nhé. Để ý một số các chữ Hán được viết phồn thể nhiều nét, các bạn cần phải chú ý về hàng lối ô ly trên dưới căn lề, không là rất dễ nó sẽ bị lệch. Đấy. Rất dễ bị lệch. Chúng ta không phải lúc nào cũng có giấy ô ly để có thể viết được. Cho nên các bạn cần phải viết tập viết vào những cái giấy trắng, ví dụ giấy A4 này cũng là một cái cách mà tiết kiệm được khá là nhiều chi phí. Vì giấy ô ly bao giờ thường nó cũng sẽ đắt hơn giấy giấy trắng. Nhưng mà để viết được trên giấy trắng này, chúng ta cần phải viết qua giấy ô ly gọi là thường xuyên để cảm nhận được cái kích cỡ của chữ và căn lề. Tại vì chúng ta đang học viết thể khải, các nét chữ chuẩn mực, chân phương tách rời nhau ra, cho nên là nó có một cái độ khó và cái độ gọi là chính xác rất cao. Nếu như lệch nét, lệch lề hay là bị nhầm một nét chữ nào đó cũng có thể dễ dàng là sẽ bị hỏng chữ Hán.
ngay lập tức. Cho nên các bạn cần phải chú ý, nó khác với lại viết thể hành thư, vì hành thư chúng ta có thể ngoáy nhanh hơn, rồi là các nét nó bay lượn nhiều hơn, có thể hàng nối nó cũng lệch. Đấy, riêng hành thư mà vì gọi là viết cái tốc độ nhanh thì làm sao mà có được cái khoảng thời gian để chúng ta ngồi chúng ta căn chỉnh bố cục thế này thế kia các kiểu, đúng không các bạn? Đấy. Đấy là cũng là một cái mà gọi là các bạn cần phải chú ý nhá. Chữ này là chữ lỉ, đấy, nghĩa là bên trong này. Chữ lỉ này phồn thể cũng có nhiều cách viết. Đấy, trong đó thì mình thấy là có bộ y này dùng nhiều thì mình sẽ viết. Ở đây là mình tiếp tục viết cái chữ niên nhá. Đấy, chữ niên phía bên tay phải này này. Vừa rồi là chữ tối, bây giờ chữ niên. Đấy. Niên khinh nghĩa là tuổi trẻ. Hôm nay là ngày bạn còn trẻ nhất so với những ngày tháng nỗ lực về sau này rồi. Bởi vì có ngày mai, hôm nay mãi mãi chỉ là cái gọi là vạch kẻ xuất phát để tiến tới đích, tức là ngày mai, đúng không? Đây là một cái tốc độ viết chữ rất là chậm và nó là thực tế sát nhất, mình không có bất kỳ một chỉnh sửa về tốc độ nào cả. Tất nhiên chúng ta khi mà đăng những cái clip ngắn thì mình sẽ còn phải đẩy tốc độ viết nhanh lên. Đấy. Chứ thực tế viết khải này thì đây là một tốc độ thực tế cho các bạn thấy. Vì vừa viết vừa chép vừa căn lề cho nên không thể viết nhanh được. Mà các bạn thấy viết nhanh thì nó không thể đẹp được. Đấy là cái cốt lõi. Chúng ta muốn viết nhanh nhưng chúng ta lại không thể viết được đẹp. Các bạn chỉ được chọn một trong hai, viết đẹp thì không thể viết nhanh. Tốc độ nó không thể đi cùng với lại được với chất lượng được. Đấy. Tiếp tục chữ vi các bạn nha. Vi để phồn thể có nét chấm phẩy dài, ngang gập và nét ngang gập cuối móc nhẹ lên thì chúng ta viết nó dài và rộng hơn, vì các bạn sẽ cần phải đưa bốn nét chấm vào bên trong. Đấy, sẽ cần phải đưa bốn nét chấm vào bên trong cho nên là các bạn sẽ cần phải viết nó to ra hơn, rộng ra hơn một chút. Tiếp tục chúng ta sẽ viết đó là hữu minh thiên, tức là có ngày mai. Yi wei you ming tian, jin tian yong yuan chi shi qi bao xian. Đấy, vì có ngày mai cho nên là hôm nay nó mãi mãi chỉ là gọi là cái vạch kẻ xuất phát. Như vậy là mình sẽ kết thúc cái bức thư thứ 10, gọi là bức thư số 1 ở đây. Chỉ bảo xiên các bạn nha. Thế thì ở đây chính là gọi là cái sợi dây vạch xuất phát ấy. Thế thì như mình đã hoàn thành xong, gần như là hoàn thành xong cái bức thư số 1 này rồi. Đây là một cái lá thư mình rất là tâm đắc. Nó là một cái bức thư gọi là đánh dấu sự khởi đầu cho cuốn sách 999 bức thư này. Và 99 lá thư viết cho bản thân. Thực tế thì chúng ta thấy là đọc một số những cái trang mà nó là theo kiểu là ở trong sách ấy, các bạn phát hiện ra có một số những cái trang sách ấy mà nó không phải là thuộc vào bức thư ấy thì nó cũng sẽ tính vào là bức thư đấy. Thế thậm chí chúng ta có thể viết gọi là không phải 99 mà các bạn có thể viết lên 1.000 bức thư cơ. Các bạn nên đọc những cái bức thư ở ngoài lề, những cái trang sách ở ngoài lề đấy cũng rất là hay nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi lá thư số 1 này. Hẹn các bạn vào ngày gần nhất, mình sẽ viết những cái lá thư tiếp theo.